Thần tài đảm bảo tuổi Bính Thân sinh năm 1956 may mắn trúng lớn, tiền bạc đổ về ầm ầm, đổi đời đại gia bất ngờ trong tháng 5 năm 2024 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi hàng tháng mới nhất của 12 con giáp trên KB Tử Vi. Lời đầu tiên xin được gửi tới quý vị anh chị lời chúc sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, kính thưa cô bác Bính Thân sinh năm 1956 thân mến. Hơn 60 năm cuộc đời, hẳn rằng cô bác đã biết cuộc đời của con người là chuỗi ngày khổ cực kiếm tiền nuôi thân. Có những người, thời trẻ thì may mắn có tiền có của lo cho cuộc sống sau này công việc ổn định, từ đó mà xây dựng được cuộc sống ấm êm, hạnh phúc cả một đời. Ngược lại, có những người không may mắn thì vất vả nuôi thân lại còn làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất, ốm đau, bệnh tật liên miên. Cô bác Bính Thân đã ở độ tuổi 69, sức trẻ không còn nhiều, sự nhiệt huyết cũng đã phai dần theo năm tháng. Ấy thế mà vận số vẫn cứ éo le nghèo túng, quả thật là khốn khổ vô cùng tận, nhiều khi cô bác cũng bất lực trách người, trách đời, trách mình sao đến tận bây giờ vẫn phải chịu nhiều khó khăn, khổ cực đến vậy. Thưa cô bác Bính Thân, cô bác đừng khổ tâm suy nghĩ nữa nhé. Vì theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi, bước sang tháng 5 năm 2024 âm lịch, cô bác sẽ gặp được thiên cơ giúp thay đổi vận mệnh. Được thần tài trợ mệnh, cuộc sống của cô bác như bước sang trang mới, bù đắp cho những tháng ngày vất vả mà cô bác đã phải chịu đựng. Vậy thiên cơ đó là gì và cô bác Bính Thân cần làm gì để không bỏ lỡ cơ hội đổi đời này? Tất cả sẽ được KB Tử Vi bật mí ngay trong video sau đây. Xin mời quý cô bác theo dõi. 1. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 5 âm lịch. Kính thưa quý vị, tính tình người tuổi Bính Thân thường cương trực, ngoan cường, đắc thế thì huy hoàng, thất thế thì lạnh như tro tàn. Tuổi này có tài hơn người nhưng ít gặp thời, thuộc chi thân nên thông minh, nhanh nhẹn, không bao giờ chịu đầu hàng, ở lĩnh vực nào cũng có khả năng đạt mục đích. Họ xoay sở giỏi, tính tình độ lượng rộng rãi nhưng nhiều khinh suất và tự cao tự đại. Vì lộc tồn ngộ cả tuần lẫn triệt nên có giàu sang cũng khó giữ lâu bền. Những người Bính Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Bính Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Bính Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Bính Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Bính Thân sinh năm 1956 mang đầy đủ tính chất của thiên can Bính và cuộc đời của họ cũng gắn liền với chữ Bính ấy. Chữ Bính số ấy quạnh hiu, người sinh tuổi ấy lắm điều lo âu. Lúc nhỏ bệnh hoạn ốm ho, lớn lên cô quạnh tự lo một mình. Có lòng nhân đạo kính tin, tha phương lập nghiệp tự mình dựng nên. Tuổi già lại được ơn đền, lộc tài gia thế ăn trên hưởng nhàn, nhiều khi đau khổ muôn ngàn. Tuổi nhỏ hoạn nạn vững vàng về sau. Cuộc đời của tuổi Bính Thân nhiều hy vọng, hoàn toàn về nghề nghiệp cũng như về cuộc sống. Tiền vận nhiều xui xẻo, trung vận thì có nhiều may mắn về vấn đề nghề nghiệp, hậu vận mới được an nhàn sung sướng. Về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Thân chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sinh vào những tháng 2,3,9 âm lịch thì có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 4,6,7,8 âm lịch thì cuộc đời có thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nhưng nếu sinh vào những tháng 1,5,12 âm lịch thì cuộc đời được hoàn toàn hạnh phúc.
Phần gia đạo, tiền vận thì bê bối, trung vận có nhiều xích mích, hậu vận mới được an nhàn. Sự nghiệp nhiều tốt đẹp, cuộc sống hoàn thành được sự nghiệp mau lẹ, tiền bạc được dễ dàng vào trung vận trở đi. Quý cô bác Bính Thân thân mến, đã đến độ tuổi này, hẳn rằng cô bác cũng đã thấy được, con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hưởng hạnh phúc vui vẻ. Nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có. Tuy nhiên, hạnh phúc trên đời này chỉ có khi ta tự cảm thấy đủ. Ở cái tuổi 69 này, có đủ sức khỏe đã là một niềm hạnh phúc rồi phải không cô bác? Nếu buổi sáng thức dậy, cô bác vẫn thấy mình khỏe mạnh, thì hãy vui vẻ lên vì cô bác còn may mắn hơn rất nhiều người trên đời này đó ạ. Có rất nhiều người khi già rồi, vẫn oằn mình chống chọi lại với bệnh tật đau đớn và vất vả. Vậy mới nói sức khỏe và thân mình chính là vốn liếng của cuộc đời, đối với người già điều này lại càng quan trọng hơn nữa. Người xưa thường nói, sức khỏe là tài sản vô giá, quyết định mức độ hạnh phúc của tuổi già. Thật vậy, chỉ khi sở hữu một thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, cô bác mới có cơ hội hưởng thụ nhiều điều hạnh phúc của cuộc sống tuổi già, nhìn con cái thành đạt hay chứng kiến sự khôn lớn từng ngày của các cháu. Giữ gìn thân thể khỏe mạnh không chỉ là cách đối xử tốt với chính bản thân mà còn là với gia đình, con cái và xã hội. Nếu có sức khỏe tốt thì cô bác sẽ giữ được thế chủ động trong cuộc sống. Hơn nữa, thể chất tốt cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Hãy thử nghĩ mà xem, sau một đời vất vả mưu sinh làm việc miệt mài, khi về già cô bác có tất cả trong tay, tiền bạc con cái, nhưng bản thân lại rơi vào bệnh tật đau đớn, thì cô bác cũng chẳng thể tận hưởng được những thứ mà cô bác dành cả đời vất vả để kiếm. Đời người được ví như một trận bóng, khi nửa hiệp trước là học hành quyền lực, tiền tài danh vọng, thành tích tăng lương, tiến chức. Còn nửa hiệp sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi cả một đời, tranh đấu vì lợi ích bản thân, nỗ lực vì tương lai. Nhưng từng ấy thời gian đốt cháy năng lượng vào công việc, quay cuồng trong tiền tài sự nghiệp. Cũng là từng ấy thời gian sức khỏe hao mòn bị vắt kiệt như một chiếc rẻ. Những ngày tháng sung sức nhất là những ngày tháng tuổi trẻ, nhưng so với cả quãng đời dài của cuộc đời thì thời tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4 mà thôi. Vậy nên, ở độ tuổi này, dù không có bệnh cô bác cũng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Không cần phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của con cái người thân, như vậy thì quãng thời gian còn lại trong kiếp nhân sinh này mới thực sự ý nghĩa, phải không cô bác Bính Thân? 2. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 5 năm 2024 âm lịch thấy rằng tháng này xuất hiện một số cát tinh cực kỳ có lợi cho vận trình tháng mới của bản mệnh. Càng ngày bạn sẽ càng cảm nhận được sự may mắn tìm tới mình trong công danh, sự nghiệp. Trong ánh mắt của những người xung quanh, bạn là con người đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và thường xuyên có ý tưởng tuyệt vời và giỏi giải quyết những vấn đề mà không ai làm được. Tháng này, Bính Thân thành danh và được nhiều người khen ngợi, tung hô, kinh doanh có lộc bề trên ban xuống, càng ngày càng chứng minh được năng lực và kinh nghiệm của bản thân. Tuy nhiên, một số người tháng này dễ gặp tai nạn gây tổn thương đến tứ chi nên đi lại hãy cẩn thận một chút. Thi thoảng Bính Thân có chút khoe khoang và tự phụ khiến nhiều kẻ ghen ăn tức ở, đem lòng đố kỵ muốn hãm hại, hạ bệ các bạn, cần phải để ý đến điều này. Dù tháng mới có tốt đẹp đến đâu, bản mệnh vẫn nên giữ trong mình tâm thế chủ động và khiêm nhường, khó khăn đến không trốn chạy, dũng cảm thể hiện tài năng của bản thân thì mới yên ổn trong cả tháng được. Xét về địa chi, thân gặp ngọ không xung phạm, vận khí bình ổn, công việc làm ăn duy trì như cũ, ít sự đột phá lớn hay thành công rực rỡ. Nếu đã ở tuổi về hưu, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống quây quần bên con cháu, không còn phải phiền lòng với công việc vòng xoáy lợi danh. Với người vẫn đang tại chức, mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, gặp dữ hóa lành. Tính cách cần cù, siêng năng của bạn tạo dựng được niềm tin trong tập thể. Song bạn vẫn cần chú ý nhiều hơn đến các chi tiết,
đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân phá hoại công lao hay tung tin đồn, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Xét về thiên can, Bính Hỏa gặp Canh Kim là thiên tài. Thiên tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính thực sự là điểm sáng của Bính Thân trong tháng này, như là cách để bù đắp cho vất vả, mệt nhọc của bản mệnh suốt thời gian qua. Nhìn chung từ nghề chính cho tới nghề phụ của Bính Thân giúp cho tiền kiếm được trong cả tháng cũng rất dồi dào, đầu tư dễ dàng kiếm được lợi nhuận, có ích cho tình hình tài chính của bạn tăng trưởng. Các khoản thu nhập đều tăng lên, bản mệnh lại tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu khi cần. Cơ hội đầu tư trong tháng không ít, nếu biết nắm bắt thì rất dễ thu lợi nhuận khả quan. Bạn cũng nên chú ý không nghe theo những lời dụ dỗ, chào mời kinh doanh, mua bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ kẻo mất tiền oan. Bính Thân sinh năm 1956 được dự báo vận trình tháng mới hung cát đan xen. Có thể trước đó, bạn đang gặt hái thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ngay sau đó, bạn lại phải đối diện với những lời đồn không hay về mình. Dưới tác động của cát tinh, bạn thông minh, nhanh nhạy, đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tập thể. Tuy nhiên, chính điều đó cũng khiến bạn nảy sinh kiêu ngạo. Hãy chú ý cách hành xử của mình, chớ coi thường người khác kẻo những kẻ tiểu nhân gây họa cho bạn. 3. Tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 5 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Người Bính Thân sinh năm 1956 là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Đối với hầu hết những người Bính Thân, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang trong tháng này. Nếu bạn là một Bính Thân tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề sẽ cần giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Đối với tuổi Bính Thân trong vai trò lãnh đạo, điều quan trọng nhất sẽ nằm ở khía cạnh con người và bạn cần nỗ lực nhất định để hòa nhập với mọi người xung quanh. Đừng quá hà khắc với cấp dưới mà hãy chiến thắng mọi người bằng niềm tin, sự tử tế với người khác. Nếu bạn làm trong ngành dịch vụ như bảo hiểm nhân thọ, giao dịch tài sản, bạn sẽ có một khoảng thời gian rất hiệu quả. Bạn có thể mong đợi thu nhập của bạn tăng lên ngoài sức tưởng tượng. Nhưng bạn phải nỗ lực rất nhiều và nắm bắt cơ hội khi chúng đến. Hãy yên tâm rằng những nỗ lực của bạn sẽ được bù đắp. Phương diện tài lộc. Người tuổi Bính Thân trong tháng 5 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Bính Thân cũng cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh việc tiêu tiền vung tay quá chán. Thời điểm này bạn cần tích lũy cho bản thân mình khi về già. Không ai biết cuộc sống của mình sau này sẽ thế nào, cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Phương diện tình duyên. Đường tình duyên tháng 5 âm lịch của các mệnh chủ Bính Thân chẳng được như ý. Mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được, một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích, chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ, người ấy sẽ là hậu phương vững chắc luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương, mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng. Phương diện sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của Bính Thân có thể hơi xấu. Một khi bạn bất cẩn, bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe,
Bạn nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu bạn đang đi ra nước ngoài, bạn nên hoãn lại nếu bạn mắc một căn bệnh cũ. Hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về tử vi của cô bác Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 5 năm 2024 âm lịch. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.